Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì sắp tới đây mình sẽ làm clip khá là nhiều, cũng như chia sẻ tất cả các thông tin về một phiên bản cày cuốc. Thì trong tuần này mình sẽ định hình hoàn tất, tuần sau mình sẽ spare các thông số để các bạn có thể nắm được. Thì đây là một server cày cuốc chuẩn Võ Lâm Việt gốc các bạn nha. Có nghĩa là cái shop của mình nó sẽ bán những món đồ gọi là cơ bản nhất có thể thôi. Như trước đây mình cũng đã làm một server như vậy, lúc đó game cũng đang hoàn thiện, lỗi đồ các loại nhiều thứ nó chưa được chỉnh chu. Bây giờ thì sẽ làm lại cho nó được đàng hoàng đầy đủ hơn. Thì trong tháng 4 sẽ công bố chính thức lộ trình. Trong tháng 4 chúng ta sẽ open thử nghiệm cũng như mở phiên bản test. Mọi cái của game đã được định hình đầy đủ hết rồi các bạn. Bây giờ chỉ có là định hình game và PR cho anh em để cho các bạn nắm được thông tin cụ thể thôi. Thì đây, game thì hiện tại đã được tối ưu khá là nhiều về mọi thứ, zoom giết đồ các loại đấy các bạn, đó, đầy đủ hết. Anh em muốn xa thì có xa, muốn gần thì có gần, ưng cái gì cũng được các bạn, đầy đủ. Anh em thích chơi cái gì chơi, nhưng nó thật sự các bạn thì xa quá thì nó cũng sướng, bởi vì chúng ta thấy không, cái căn nhà phía bên trái này nó bị mất này, bởi phạm vi quy định nó chỉ tới đó thôi, cho nên anh thường thường anh em để xa quá thì nó cũng 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 đâu giải quyết được gì. Chúng ta để đủ là được rồi đó, để chúng ta để đủ là được rồi, nhiều lúc đừng có xa quá. Ok, và mọi thứ đã được hoàn tất và đang chỉnh chu thêm một tí nữa, sau đó là sẽ ra một cái server cày cuốc đúng nghĩa cho anh em. Quên quên mở loa. Thì các bạn cứ tham gia góp ý để gọi là bên mình có thể gọi là hoàn thiện tốt nhất có thể các bạn nha. Hình như là không có âm thanh luôn à, đẩy lên tí nào, không có âm thanh luôn à. Này có này, có này, nhưng mà thì gọi là âm thanh hơi nhỏ đây đó. Anh em ưng to là có to, nhỏ có nhỏ, rất nhiều sự lựa chọn. Ví dụ chúng ta có thể chỉnh mờ đi dành cho những anh em cày cuốc, chúng ta cày thôi, chúng ta không cần phải nhiều, giảm bớt đồ họa cho nó nhẹ. Rồi chúng ta chỉnh bình thường đó, đây là chế độ siêu sáng, là chúng ta chỉnh chế độ bình thường đủ để chúng ta sử dụng. Âm thanh cũng vậy, phạm vi này thì nó sẽ giúp cho anh em là làm cho game nó đỡ nhẹ lát hơn. Ví dụ chúng ta giảm hết cỡ này thì nhân vật đứng gần người ta nó sẽ ẩn hết những cái hình yếu á, chúng ta ẩn hết, không thì chúng ta để rộng ra để cho nó hiển thị full tất cả mọi thứ. Đây tùy vào cấu hình của máy, những máy nó yếu quá chúng ta phải điều chỉnh thôi. Trước khi mình server cày cuốc, tất nhiên là mình sẽ tối ưu game được một cách là đảm bảo và ổn định nhất để các bạn có thể trải nghiệm thoải mái. Vì cơ bản là thời điểm hiện tại năm 2024 thì điện thoại tầm trung thì nó đã quá nhiều rồi, cho nên là cấu hình các bạn thì hầu như là cấu hình ngon cả rồi, cỡ điện thoại mà 3 triệu là đã gọi là ngon lần cành đào rồi. Cho nên là cũng chia sẻ thêm anh em ở đây để các bạn có thể nắm được thông tin cái server cày cuốc sắp tới của mình. Thì mọi thông tin, mọi cái ở trong này thì nó đã có đầy đủ hết rồi. Bản đồ thì cái này là có, quay lại địa điểm cũ, mua máu, bán rác, mua mana, bán đồ. Còn phần nhặt đồ thì chúng ta sẽ có lọc đồ đầy đủ tất cả các option lọc. Sau khi chúng ta lọc xong thì chúng ta sẽ cắt đồ, cắt trang bị các bạn. Đầy đủ hết ở trong này, không thiếu gì cả, có auto rao luôn, anh em thích ghi cái gì thì nó sẽ rao cái đó cho anh em ở đây. Rất nhiều thứ các bạn. Còn về về di chuyển thì hiện tại team chỉ chú trọng mặc định nhất ở cái vấn đề là chúng ta đánh quanh điểm thôi, bởi vì các bãi train là được xử lý ngon lành hơn, cho nên là hầu như chúng ta cũng không cần phải chạy đi cho nhiều. Để mình lên tạo một bãi train này. Đây thì đã được gọi là ngon lành hơn, nó quái, nó ok hơn, nó không phải là bãi trên mặc định các bạn nha. Trên mặc định của game thì nó khác, nó lừa thưa nó có ít bãi thôi. Còn đây thì mỗi bãi quái đã được hỗ trợ, được thêm quái, nó có những số lượng nhất định đây đó. Là anh em là chỉ có là chúng ta chọn vị trí chúng ta train thôi, đã được chỉnh sửa cả rồi. Những cái bãi cấp thấp thì nó sẽ được hỗ trợ gọi là quái là ngon lành hơn.
Đây, cái này thì đã phân chia theo bãi rồi này. Mình nó vã phát là chiếc quay quá. Vã phát là quéo luôn ra này. Nói chung là không có lưu thư quái thì mình anh em mình sẽ up lại hết. Để chúng ta gọi là tất cả cái hệ phái chúng ta chỉ cần 3 đến 4 người, 5 người, chúng ta cũng không cần phải chạy tới chạy lui chi nhiều. Chúng ta chỉ cần đứng ở vị trí cần thiết là chúng ta có thể train vô tư rồi. Ví dụ những bãi VIP như thế này đây. Kiểu là vậy. Mình chỉnh gần gần hơn cho nó đẹp nha, chỉnh xa quá nó không phê. Đủ cái phạm vi PK là được rồi. Đấy. Ví dụ như bãi bình thường chỗ này nó đâu có, nên có sự chỉnh sửa cho nó phù hợp hơn thôi, không có vấn đề gì quan trọng cả. Mấy cái chữ AA đó anh em đừng quan tâm tới. Gia các kinh hồng, sát thủ, chung là đam bốt thì nó cũng 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 không nhiều. Nói chung quái mà để đánh chết anh em thì nó cũng khó lắm, khó lắm. Nên là các bạn không lo lắng nhiều cả, nó có một chút hiệu ứng. Tất nhiên là chúng ta BK đông thì không vấn đề gì. Đấy, ok, đó là những thông tin chia sẻ thêm cho anh em biết thôi. Còn về chi tiết thì mình sẽ trong tuần này sẽ hoàn thiện từ kỳ trang cát, từ bãi trang, từ kinh nghiệm quái, tất tần tật tục 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 về tỷ lệ may mắn, tỷ lệ drop rớt trang bị, shop kỳ trang cát nó có gì, vật phẩm hoạt động như thế nào, ra làm sao, sẽ có một cái chi tiết cụ thể cho anh em để các bạn có thể nắm trước khi các bạn vào trải nghiệm Tết. Anh em đã rõ được game nó có cái gì, nó ra làm sao. Khi chúng ta trải nghiệm, chúng ta sẽ gọi là đơn giản hóa hơn, chứ không phải là tới hồi trải nghiệm chúng ta lại đi hỏi quanh. Và đặc biệt là trong cái cẩm năng tăng thủ thì mình sẽ cố gắng gọi là hỗ trợ đầy đủ, ghi chi tiết ở trong này. Một số cái điều chỉnh, ví dụ như là giả tạo với sát thủ vượt ải thì cơ bản rồi, phong năng độ tống kim, nhiệm vụ băng hộ thì đó là bình thường rồi. Shipper thì mình sẽ đổi lại hoạt động vật tiêu bình thường chuẩn như các game. Thiên bảo khố, bố tiểu hoàng kim, võ y hoàng, loạn chiến anh hùng, câu cá, kho báu long môn, hoa đăng. Nó chỉ có vậy thôi, không có lệnh bài bốt các bạn nha. Đây là server BK của mình thì nó có lệnh bài bốt, chứ còn server cày cuốc là không có lệnh bài bốt. Thì những tính năng cơ bản như vậy là các bạn trải nghiệm cả ngày thoải mái rồi. Hệ thống kinh nghiệm cũng sẽ có sự tính toán cho nó đủ đạt, nghĩa là nó sẽ có một cái mức độ gọi là giới hạn kinh nghiệm để cho chúng ta nhận được, nó không có quá nhiều, đủ là được các bạn. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình, và anh em hãy vào phần mô tả để chúng ta tham gia nhóm Zalo theo dõi nhóm thông tin các bạn nha. Bye bye anh em.